Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Các bạn ơi, xin mình đi, tôi là người được ước. Tôi là người được ước. Gia đình tôi được ước. Hội Thánh được ước. Việt Nam của tôi được ước. Tiểu Cần Trà Vinh được ước. Amen. Nào, tôi xin hỏi là trong một chúng ta đây có ai đang mệt không? Có ai đang buồn? Đi đường xa đến đây có ai bị tổn thương không? Có ai mà không được quan tâm đến không? Nếu các bạn tổn thương, nếu các bạn không có ai quan tâm đến thì các bạn nhớ, người đời không quan tâm đến các bạn vì đâu quá quên, nhưng mà Chúa quan tâm đến các bạn. Các bạn có amen không? Tất cả mọi sự buồn bực quẳng ra một bên, đi tìm kiếm Chúa. Con đường tìm kiếm Chúa nó gian nan vậy, thức cả đêm, đúng không các bạn? Rồi đi đường xa, nói mệt nữa, đến đây thì nóng này. Đấy, con đường đi theo Chúa là gian nan vậy đó. Con đường đi theo Chúa là con đường chật hẹp. Cho nên là chúng ta vui mừng lên, bởi vì chúng ta đang đi đúng đường đấy. Thấy có amen không? Hồn đấy là con tàu. Con tàu không phải đi du lịch, mà con tàu cứu hộ. Con tàu đang đi trong cái đời này để đi cứu người, để đi cứu muôn người đã chết trong tội lỗi. Chúng ta không được đặt ở trong cái đời này để đi du ngoại. Chúng ta không được đặt ở trong cái đời này để đi du lịch. Chúng ta phải làm công việc của cha chúng ta. Và chúng ta đến đây cũng là để làm công việc của cha mình. Thấy qua nghe không? Các bạn cũng biết không? Ở đây nhá, các bạn cảm thấy như vậy đấy, nhưng mà mười mấy năm về trước là lịch sử đấy. Tôi nói các bạn, các bạn đang ở những nơi xa gần đến đây đúng không? Các bạn đang ngồi ở trong chỗ lịch sử của mười mấy năm về trước đấy. Mười mấy năm về trước không có được cái này đâu. Ôi đau khổ lắm, đau đớn lắm, cả những trần chiến rất đau khổ. Một cái căn nhà không có, mà bây giờ các đền thờ Chúa ở đây Chúa đã cho để xây dựng nên cả một cái tôn nơi như vậy. Đó là cả một công trình đấy các bạn. Nó không bằng thành phố, nó không bằng nơi nào đó, nhưng mà đối tượng đây là lịch sử rồi đó, tuyệt vời rồi đó. Cảm ơn Chúa đi, các bạn đang ngồi ở trong chỗ lịch sử. Ngày trước cái mười mấy năm không có gì đâu, bây giờ Chúa đã dùng cái đền thờ Chúa biến nơi đây trở nên một trung tâm truyền giáo, một trung tâm giải cứu. Những người điên, những người bị tàn bị ngán từ khắp mọi nơi được chuyển về đây. Và đằng sau kia, ở trên kia có rất nhiều người, có rất nhiều phép lạ đã xảy ra. Rất nhiều người đã được cứu qua một cánh cửa này đây. Vâng, và chúng ta đang ngồi ở các chỗ lịch sử. Hãy vui lên đi, đừng có coi là quá nóng. Tôi nói có thể tới Chúa cố gắng để có được cái máy lạnh này là tối cách đây 3 ngày thôi đó. Ừ, thấy từ đây không có đầu có, nhưng mà đầu tấm lòng. Thấy qua đây không? Chúng ta đến đây, chúng ta cũng mang tấm lòng đến cho một cánh cửa này đây nữa. Vậy vì vậy cho nên là nếu có điều gì đó không được bảo lòng lắm, chúng ta bỏ đi con đường lên. Và xin Chúa ban phước để rồi tất cả mọi người chúng ta đều được phước trong ngày hôm nay. Chúng ta đang học, chúng ta sẽ học kinh thánh nhé. Máy chiếu có, là xin vui lòng máy chiếu giúp cùng nhau. Rồi chúng ta sẽ đọc ở trong Thi Thiên 128 từ câu số 1 đến câu số 6. Tôi nói như vậy các bạn có nghe rõ không? Ok, chúng ta cùng nhau đọc nha. 2, 3. Phước cho người nào đứng sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ được công việc của các mình, được phước may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây đo cạnh màu, có cái ngươi ở xung quanh bàn ngươi, hát nào đứng trồi Olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Amen. Chúng ta tiếp tục ạ. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Sion ban phước cho ngươi, nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Jerusalem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình, quyền sự bình an đáng trên Israel. Amen.
Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần và tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Amen. Ngươi sẽ được phước trong ngành và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chim cái ngươi, đều sẽ được phước. Cái giỏ cùng đồ hộp của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi vào. Amen. Đề tài mà chúng ta nói đến ở đây là cái gì? Thưa các bạn, gia đình được phước. Gia đình được phước. Gia đình thì gồm có ai nào? Có chồng, có vợ và có con cái. Hoặc nói cách khác là có cha, có mẹ và có con cái. Nếu bây giờ cha mẹ không được phước nhưng mà con được phước thì như vậy có gọi là gia đình được phước không? Không. Nếu như bây giờ người cha không được phước nhưng mà người mẹ được phước, rồi con không được phước, có mỗi mẹ được phước hơn, thì như vậy có gọi là gia đình được phước không? Không. Gia đình gồm có cha, mẹ, con cái. Gia đình gồm có chồng, vợ và con cái. Cả một gia đình được phước thì mới gọi là gia đình được phước. Còn hãy coi nghe, trước khi nói tôi phải nói về điều này, chúng ta mở lại trong Thi Thiên 125. Còn chút nữa chúng ta sẽ nói thêm, có nhiều bạn ở đây không có chồng, bằng một lý do nào mà chồng đã đi xa rồi. Chút nữa chúng ta nói cũng vẫn có được phước. Còn nghe qua nghe không, bằng một lý do nào mà những người đàn ông cũng không có bậc, chút nữa chúng ta sẽ nói. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói đến một cái tiêu chuẩn là gia đình được phước thì phải là có chồng, có vợ và có con cái. Rồi ở đây chúng ta sẽ đọc câu kinh thánh Thi Thiên 128 hồi nãy ha. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối này, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước và may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ biến cây nho thành mộc, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào tiếng trồng olive. Chúng ta dừng lại ở đây. Câu số 1 nói là phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối này. Tiếp tục đi ạ. Không, câu 1 các bạn. Đi trong đường lối này rồi tiếp tục. Vì ngươi sẽ hưởng công việc của anh mình, được phước và may mắn. Ở đây nói về ai đây? Nói về người chồng. Mặc dù chưa có từ chồng ở đây, nhưng mà sau đó thì nó đến vợ, sau đó đến con. Thì như vậy chứng tỏ rằng câu kinh thánh này nói đến ai đây anh chị em? Đến người chồng. Bước cho người chồng kính sợ Đức Giê-hô-va này, đi trong đường lối này, mọi việc người làm sẽ may mắn. Người chồng, điều đầu tiên trong một gia đình được phước thì phải nói đến người chồng, phải nói đến người trẻ. Các bạn có amen không? Người cha mà kính sợ Chúa hay là người chồng kính sợ Chúa thì người chồng ấy sẽ là một người chồng làm cho gia đình mình được phước. Đây là trách nhiệm của người chồng. Chúng ta tôi sẽ nói đến những gia đình mà không có chồng, không có người đàn ông đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải nói với nhau rằng người đàn ông hãy là người chịu trách nhiệm về gia đình của mình. Các người đàn ông qua đây không? Đàn ông đâu giờ này quay đấy. Cảm ơn các bạn. Các bạn đừng có đổ lỗi nha. Đây là cái bức tranh toàn cảnh của kinh thánh. Đàn ông phải đi đứng, đàn ông phải kính sợ Chúa và đi theo đường lối Chúa. Đàn ông kính sợ Chúa, đang theo đường Chúa, thì người đàn ông đó sẽ tạo nên hai vấn đề. Thứ nhất, cái người đàn ông mà kính sợ Chúa
trong đường lối Chúa thì sẽ là gương cho vợ con. Có đúng như vậy không? Vợ con thấy chồng mình, cha mình sống đi kính, không ăn ngang nói ngược, không gian dâm ô uế, không có đi sống một cách tập bậy, thì cái tấm gương đó nó sẽ ảnh hưởng vào người vợ, nó ảnh hưởng vào người con, và cái linh đó, cái trật tự đó nó đến trong gia đình. Người vợ có ẩu đả, người vợ có lộn xộn một chút, nhưng mà vì có người chồng có một đời sống yên bình, có một đời sống làm theo lời Chúa, thì cái người vợ đó cũng bớt đi chiếm với vợ chồng những cái cuộc đời sống không tốt. Có đúng như vậy không? Người cha yên bình những sự Chúa, con cái nó cũng thấy tấm gương của cha mình và nó được nó theo. Các bạn nghĩ sao khi mà một người cha ăn tục nói thế, một người cha ăn gian nói thế, một người cha đi ra ngoài đường về lúc này nó xấu người này, nó xấu người kia, thì con cái nó làm sao? Sao các bạn im lặng nhé? Con cái nó nhìn vào cái kiểu sống như vậy nó có nể không anh chị em? Đấy, rồi gian dâm ô uế nữa, thì tự hỏi xem làm sao mà có thể gây ảnh hưởng tốt cho con cái của mình. Cho nên người chồng là người phải chịu trách nhiệm rất nhiều về phước hạnh của gia đình. Đó là phương diện thứ nhất. Phương diện thứ hai, khi mà người chồng tin sự Chúa, làm theo đường lối của Chúa, Chúa đẹp lòng không? À, thứ nhất là làm gương cho vợ cho con, thứ hai là Chúa đẹp lòng. Điều quan trọng đây này các bạn, điều quan trọng là Chúa đẹp lòng cái người tin sợ Chúa, và Chúa sẽ ban phước cho người đó. Chúa sẽ ban thiên sứ của Ngài vây phủ xung quanh những người tin sợ Ngài. Chúa sẽ ban thiên sứ của Ngài bao phủ cái gia đình đó. Chúa sẽ dùng thiên sứ của Ngài bảo vệ cái gia đình đó và ban phước cho gia đình đó. Chúa nói thiên sứ của Đức Giê-hô-va vây phủ xung quanh những kẻ tin sợ. Vì vậy cho nên cái sự kính sợ Chúa của một người cha trong gia đình hết sức là quan trọng. Người cha kính sợ Chúa thì sẽ tạo phước cho gia đình. Còn đánh con em không? Kính sợ Chúa là một vấn đề, nhưng mà yêu mến gia đình lại là một vấn đề luôn. Có đúng như vậy không anh chị em? Có nhiều người cha nói là tôi kính sợ Chúa lắm, nhưng mà coi gia đình không ra gì. Được không? Không yêu mến gia đình, không yêu mến vợ con, không chăm sóc vợ con, không bảo vệ vợ con, thì như vậy gia đình có được phước không? Còn một người kính sợ Chúa là phải làm theo lời Chúa. Hỡi những người đàn ông, kính sợ Chúa là một vấn đề, nhưng mà phải làm theo lời Chúa nữa. Còn anh con nghe không? Tôi nói cho em, khi mà cái người chồng bảo vệ gia đình, chăm sóc gia đình của mình, thì gia đình của mình sẽ được phước. Chúng ta thấy câu chuyện của Giô-sê hồi nãy chúng ta đọc. Ông là một tướng lĩnh rất giỏi, ông kính sợ Đức Chúa, ông hầu của Chúa hết lòng, ông đã tranh chiến rất nhiều cuộc chiến, ông đã chiến thắng kẻ thù, ông đã làm cái lệnh của Chúa được quan phán ra. Nhưng mà ông không chỉ dừng lại ở đó, ông quan tâm đến gia đình của mình, có đúng không? Ông nói với dân sự như này: nếu các ngươi mà thấy hầu việc Đức Giê-hô-va mà không vui lòng á, không đi vui á, thì cứ đi hầu việc cái thần nào mà các ngươi muốn, cái thần mở đến kia sông ấy, cái thần mà các ngươi đã từng thờ phượng ấy, cái thần Amorit ấy, các thờ phượng ấy, các ngươi cứ việc thờ lại nó, cứ việc phục vụ nó ấy. Nhưng mà còn ta là nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Ông nói như vậy, ông đang quan tâm đến nhau. Có đúng như vậy không? Những người đàn ông phải quan tâm đến gia đình của mình nữa. Trong kính sợ Chúa là một vấn đề, nhưng mà phải quan tâm đến đời sống tâm linh của gia đình, phải quan tâm đến sự phục vụ Chúa ở trong gia đình của mình, phải làm sao để bảo vệ vợ con, không để cho ma quỷ tấn công, để cho họ cũng được hầu về Chúa nữa. Anh chị em qua mấy đó, ông nói rất rõ. Giô-sê là một người tướng lĩnh đầy quyền năng, đầy sức tài năng, chiến thắng bao nhiêu trận chiến, nhưng mà ông đâu có thường với gia đình nhỏ bé của ông đâu.
ông đấu để cái hào quang vinh quang của ông là một chức vụ lớn, ông là một người đầy quyền năng đâu. Rồi ông có thương, ta có danh vọng, ta có quyền lực, ta có sự kiếm sự đủ rồi, còn gia đình nhỏ bé lắm. Không, ông có đầy dẫy những tài năng nhân, ông quan tâm đến gia đình của ông. Đó đáp lại, ông nói các người muốn hờ quần ăn cứ thơ đi. Nếu như cả thấy mà hờ quần đúng cái thời, các người không vui. Hầu việc Chúa mà các ngươi không vui thì cứ đi hầu việc thần khác đi. Nhưng mà còn đi ta và nhà ta sẽ hầu việc Đức Chúa mà. Chúng ta biết là ai hầu việc ta thì cha ta ác tôn quý người, đúng như vậy không? Ai hầu việc tiếng lành thì được bờ vui bờ tiếng lành. Vì vậy cho nên hỡi những người đàn ông, chúng ta phải làm sao để chúng ta kính sợ Chúa và nuôi dưỡng gia đình của mình, bảo vệ gia đình của mình ở trong ý muốn của Chúa. Đừng có như là Adam. Cái là đâu có amen không? Adam đã ngu được. Adam đã ngu được. Biết con nắng đến để cám dỗ vợ. Nhưng mà thay vì mặc cái uy quyền, Chúa giao cho cả cái vườn các bạn. Chúa giao cho cả cái vườn đây đây các bạn. Chúa giao cho để cai quản. Cai quản tất cả mọi sự cây trái rồi, uy quyền đó. Nhưng mà không sử dụng uy quyền. Con nắng đến cám dỗ vợ mình để cho nó. Anh bị cuốn nó đi. Thì lại không, thì nói hiếm với vợ. Đấy, những người đàn ông còn nói hiếm cũng không được đâu á. Bà con này không? Sao thăm anh nhỏ? Rồi chúng ta sẽ xem là Chúa nói là một người quý sự cũ mà đi theo đường lối này. Một chuyện, hồi nãy chúng ta đọc một chuyện là 28 từ câu số 3 đến câu số 6. Được phước, phước này chồng qua phước kia. Rồi nhỉ, được phước khi đi ra, được phước khi đi vào. Có nhiều người á, được phước đi ra nhưng mà không được phước khi đi vào. Anh chị em qua nghe, đi ra là bất hiền, đi ra là lãnh lừng, nhưng mà đi vào nhà không đem phước được cho gia đình. Ở nhà hung hăng quá, đánh vợ chửi con, một súng bừa bãi. Cho nên phước phải là phước đi ra, phước đi vào nữa. Anh có nghe không? Phước ở trong nhà. Kinh Thánh Chúa nói rất là cụ thể. Chúng ta đừng có nghĩ là đi ra oai liệt, che mắt người ta, cho người về nhà muốn sống sáng đó sống. Bắt vợ con người chịu, không quan tâm, không yêu thương, không chăm sóc vợ con. Thì như vậy đó chưa phải là người thật sự được phước. Những người đàn ông có nghe không? Rồi bây giờ chúng ta xem. Mới là đàn ông thôi nha. Đàn ông mà kính sợ Chúa đi theo đường lối của Ngài thì người vợ sẽ sao? Câu số 3. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây non thành bọc. Ồ, bây giờ là cái người tin kính này, cái người kính sợ Chúa này. Tôi đã nói rồi, người kính sợ Chúa đó làm cho gia đình bị được phước. Chúa thì bán phước. Chúa làm cho vợ người đó làm sao không chị em? Cái người kính sợ Chúa, Chúa làm cho vợ người đó làm sao? Ở trong nhà không phải lang thang thấp hèn ôm vào đời, có đúng không rồi đấy? Một người kính sợ Chúa, Chúa ban phước ở trong nhà ngươi và sẽ như cây nho thịt mộc. Cây nho các bạn ơi, nho này là nho thịt vượt, nho tươi tốt, nho này là nho đầy sức sống, chứ không phải là nho mà nó lấy từ cái đất. Cái nho mà lấy từ cái đất nó cằn cỗi, nó cọc cằn, nó ra cái trái chua nét rồi. Còn nho này là cái thanh nói và nho nó thịt vượt. Nho này được đeo trên cột tường, nho này được đeo được tán vào trầm mà được đeo trên vàng, có cái vàng, có đẹp đẽ anh em. Những người vợ mà có người chồng tin tưởng, người vợ sẽ được nhờ. Còn anh có amen không? Sẽ được nhờ. Nó không phải như là những người chua chát. Tôi nói cho em, tại sao có nhiều người vợ không được ngọt ngào? Là bởi vì cuộc đời quá đau đớn, người chồng quá thế, người chồng quá là đẹp, làm cho người vợ heo hắt. Cái nho này nó không có thành bọc, cái nho này nó đến từ cái đất, nó bò đùng đùng. Tôi nói anh chị em, cái nho nó mềm mại, trái của nó có nhiều chất lắm anh chị em. Trái nó là nhiều dinh dưỡng, rất nhiều dinh dưỡng. Cho nên cái người vợ mà có người chồng chính sợ Chúa tin mình thì sẽ như cây non thịt mộc.
đâm con trẻ, tốt tư đâm con trẻ, đáng vào chồng, nhờ vào cái phước của chồng và được hưởng những sự yên bình từ đứa người chồng. Hương anh chị em, tôi chưa nói cái chuyện là đôi lúc bây giờ xã hội của loài người bây giờ nó ngược lại nhé, từ người chồng hay là người vợ thì nó không, đấy là tiêu chuẩn của Việt Nam. Các bạn qua đi đó, còn mặc các bạn cứ hoàn cảnh nào để các bạn, chuyện đó là chuyện của cá nhân. Còn tiêu chuẩn của Vinh Thánh, chồng phải là đồng hồ. Các bạn qua nghe không? Các bạn có lòng nó tiền, các bạn có đạt giỏi bao nhiêu, cảm ơn Chúa. Bởi vì người chồng ấy có được một người vợ có năng lực, có tài giỏi. Nhưng mà hãy đừng cái đầu cho chồng mình đi. Các bạn qua nghe không? Bởi vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và người vợ ấy sẽ là một người vợ mà tạo phúc cho gia đình. Người chồng kính được, người chồng kính sợ Chúa, làm theo đường lối Chúa, người vợ cũng làm theo đường lối Chúa, thì gia đình sẽ gì? Sẽ rồi bây giờ mới nói đến con cái. Con cái thì làm sao? Con cái ngươi ở chung quanh bạn ngươi khác nào những chồng Olive. Ôi thật là tuyệt vời. Các bạn có biết tại sao mà cái thánh lại không bị con cái giống như là cái chồi mắt hay là cái chồi gì đó mà lại như là cái chồi Olive? Các bạn có biết cái cây Olive nó sống bao nhiêu năm không? Cây Olive ở Tây Ban Nha, xuất xứ cây Olive là cây Olive xuất xứ ở Tây Ban Nha. Ở trong vườn bách thú của Tây Ban Nha bây giờ cây sống lâu năm nhất là bao nhiêu năm các bạn biết không? 6.000 năm, 5.000 năm, 5.000 năm. Một cây sống 5.000 năm thì nó có gồm bao nhiêu đời? Để con, để cháu, để chắc, để chúc, để chị. Có nghĩa là cái đứa con đấy nó không phải được quyết có một đời. Anh em hiểu ý tôi không? Kinh Thánh biết là con thì cái chồi Olive, cái chồi Olive, cái cây Olive nó sống tới mấy ngàn năm. Có nghĩa là một đời người chỉ có 100 năm thôi, đúng không? Mấy ngàn năm thì bao nhiêu đời người? Ôi rất nhiều đời, rất là nhiều đời. Và đó, cái người gia đình được phước là một cái con cái nó ở trong bàn, nó ở xung quanh bàn, nó lang thang đi xì ke ma quý, không có ổn não. Đấy, người cha tin kính, người mẹ tin kính thì sẽ sẵn sinh tàn cái đứa con được phước. Con mình nó ở với mình, nó không đang đặt con mà đi làm ăn hay là đi công tác là khác nha anh chị em. Con cái mà nó từ chỗ chẳng nhau và nó bỏ nó đi để nó lang bạc trong ngoài đời thì cái vấn đề nó lại khác nữa. Cho nên tôi đã thấy là một cái gia đình, và gia đình còn có người cha tâm kính đang thế được, người mẹ thì được giúp tạo phước cho mẹ, cho vợ, cho con cái thì có được bình an, nó được giúp hạnh, nó ở trong cái sự che chở của cha mẹ, nó ở trong cái tình yêu của cha mẹ, và nó không nổ quả, nó không bị đau đớn, nó không bị tổn thương, nó có bị cám dỗ bên ngoài bao nhiêu thì khi nó nhìn thấy cha mẹ tin kính thì cái sự tin kính, cái sự kính sợ Chúa của cha mẹ cũng kéo nó quay trở lại. Chưa kể cái vấn đề của Chúa, Chúa sẽ tỉ cớ người chết người mẹ mà ban phước cho dòng dõi. Anh chị em con nghe không? Và con cái bao nhiêu đời cái người kính sợ Chúa, cái người đi trong đường lối của Chúa khiến cho dòng dõi của mình phước tư đời này và đời kia, hàng chục đời sau vẫn được phước. Đó là kết quả của một gia đình được phước. Còn anh con nghe, anh chị em có ao ước gia đình mình là gia đình được phước không? Vâng, gia đình mình được phước là như thế. Tôi nói với các bạn điều này, các bạn đừng nghĩ tiền là phước. Các bạn qua đây không? Không, ngoài đời thiếu gì những ông chủ tiền đầy, tiền không biết để đâu cho hết, ăn nhậu mua bán mua sắm những cái thứ vật dụng quý giá vô cùng, nhưng có muốn cái được vợ suốt ngày đi ngoài đường, còn cái suốt ngày ăn chơi có được phước không? Các bạn có muốn gia đình mình như thế không? Chưa kể cái chuyện ăn chơi xa đọa được xuống địa ngục, được phước không? Còn chúng ta tin kính với Chúa, chúng ta tin phước, chúng ta cho và chúng ta có sự sống đời đời.
Đó là cái phước của người tin kính. Đó là cái phước của người kính sợ Chúa. Các em có nghe không? Các bạn nói đi, tôi, gia đình tôi phải được phước. Gia đình tôi là gia đình được phước. Bây giờ tôi nói các người đàn ông nói trước đi. Các người đàn ông vỗ và kinh mình và nói đi. Tôi là một người chồng kính sợ Chúa. Tôi là một người chồng đi theo đường lối Chúa. Amen. Và chúng ta thấy được là gia đình được phước là một gia đình mà phải nói là luôn luôn có sự bình an, luôn luôn có sự che chở bên dưới của Chúa gìn giữ bảo vệ gia đình đó. Còn là những gia đình mà không có người đàn ông, các bà là bằng lý do nào đó mà chúng ta không có những người đàn ông trong nhà đâu, anh muốn lòng đưa tay rồi rồi cảm ơn Chúa. Cảm ơn các bạn. Rồi nhìn thấy rồi mà. Cảm ơn các bạn bỏ tay xuống đi. Nhìn thấy rồi. Chúa không nhìn thấy nữa. Nè, tôi nói các bạn điều này. Các bạn sẽ làm luôn cái phần của các ông. Các bạn có amen không? Nói đến đây, các bạn nói khỏi cần một sư khuyên. Mấy năm nay đã vậy rồi, hãy làm luôn cái phần của các ông rồi. Đi tính, đi trong đường lối Chúa. Các bà tin kính đi trong đường lối Chúa, khiến cho con cái mình nó như cái chồi ô liu này, rồi nó sẽ được phước. Và nếu các bà muốn thì Chúa thấy các bà tin kính, Chúa đưa đến cho các bà những ông chồng tin kính. Các bà có amen không? Qua cái đại học này, tôi muốn nói với các bạn là những người chưa có gia đình hoặc là có gia đình rồi nhưng mà cần phải có một gia đình mới. Tôi nói với các bạn điều này. Các bạn nếu các bạn chọn người chồng qua bài học ngày hôm nay, các bạn phải chọn cái người chồng kính sợ Chúa. Những người thanh niên ở đây, những người làm con, hãy chọn những người chồng kính sợ Chúa, những người chồng đi theo đường lối của Chúa, chắc chắn là các bạn được phước. Còn nếu các bạn chọn cái người chồng không kính sợ Chúa, không đi theo đường lối Chúa, về nhà đánh đập các bạn, về nhà nó ăn nhậu, chơi bời, say sưa, đàn đúng, ngoài tình, các bạn sẽ khổ thôi, không có phước đâu. Các bạn có amen không? Các bạn chọn người kính sợ Chúa thì Chúa ở trong nhà các bạn, Chúa sẽ ban phước cho các bạn. Cho nên tôi nói với cả những người nữ mà đang cần phải có một gia đình mới, tôi nói với những người nữ là thanh niên, chúng ta hãy chọn người chồng kính sợ Chúa mà bước đi. Chúng ta chọn người chồng kính sợ Chúa, con thế nào? Hãy chọn người chồng kính sợ Chúa mà lấy. Đấy có amen không? Và xin Chúa ban phước cho tất cả các đại biểu. Chúng ta sẽ có nhiều chương trình trong ngày hôm nay và xin Chúa giúp đỡ để được kết quả tất cả mọi sự mệt mỏi đang mọi đời sống của chúng em. Các bạn cười lên cái chỗ nào. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.